Đồng hành cùng học văn chị Hiền để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé. Chị có kể sẵn cho các bạn một cái bảng để chúng ta đọc và phân tích cái bài mẫu này nhé. Thế thì trước tiên các bạn có thể thấy bài viết của chúng ta bao gồm tổng là có 6 đoạn, đúng ạ? Và đoạn đầu tiên cũng chính là phần mở bài. Và trong phần mở bài, trước tiên các bạn quan sát về mặt hình thức giúp cho chị, thì chúng ta có thể thấy rằng tác giả có thể triển khai từ 5 cho đến 7 dòng, đúng không ạ? Các bạn chú ý chị, đấy là về mặt hình thức nhé. Mở bài, chúng ta sẽ triển khai bằng một đoạn văn. Và đoạn văn này với độ dài và dung lượng, các bạn có thể viết cho chị từ 5 đến 7 dòng, hay cũng có thể là quy đổi cách khác là từ 3 cho đến 5 câu đấy ạ. Thì các bạn chú ý chị, đây là mặt hình thức. Còn bây giờ chúng ta sẽ đọc để xem nội dung tác giả sẽ viết như thế nào nhé. Không phải ngẫu nhiên mà quà tặng cũng như chuyện tặng quà thường nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt ở nhiều nền văn hóa khác nhau thuộc các thời đại khác nhau. Tặng quà không chỉ đơn thuần là hành vi trao nhận, mà quan trọng hơn đó là sự bày tỏ mối quan tâm và chia sẻ tình cảm giữa con người với con người. Tuy nhiên, giá trị thực sự của món quà nằm ở đâu? Giá trị vật chất của món quà hay cách thức tặng quà, thời điểm tặng quà? Điều gì quan trọng hơn, tính thiết thực của món quà hay tính biểu tượng của món quà? Đó vẫn là những chủ đề gây tranh cãi. Trong truyện ngắn Quà Giáng Sinh được đăng báo lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1905 và xuất bản dưới dạng trong một tuyển tập truyện ngắn vào năm 1906, nhà văn nổi tiếng người Mỹ O. Henry đã đưa ra một quan niệm độc đáo về giá trị hay sự vô giá của quà tặng. Thì đây chính là phần mở bài. Và các bạn có thể thấy rằng đối với phần mở bài thì tác giả đã làm nổi bật điều gì? Trước tiên, các bạn có thể thấy rằng cái quan trọng nhất ở đây đó là nêu được vấn đề nghị luận, đúng không ạ? Ở phần mở bài, tác giả đã nêu được vấn đề nghị luận, hay nói cách khác là định hướng của bài viết đấy ạ. Định hướng của bài viết. Và định hướng của bài viết, tác giả sẽ muốn làm sáng tỏ trong bài viết đó chính là gì ạ? Quan niệm độc đáo về giá trị hay sự vô giá, đúng không ạ? Giá trị hay sự vô giá của cái gì? Của quà tặng. Đây chính là cái vấn đề đặc biệt mà các bạn cần phải chú ý, chúng ta cần phải đưa ra. Đó, chúng ta cần phải nêu ra. Đó, bạn có thể thấy là như vậy. Nhưng trước khi mà tác giả nêu ra vấn đề luận hay nói cách khác là định hình cho bài viết của mình, thì tác giả đã có một cái phần dẫn dựa trên cái trải nghiệm thực tế cuộc sống và đồng thời cũng là trải nghiệm văn học, đúng không ạ? Trải nghiệm văn học văn hóa. Thì chúng ta có thể thấy tác giả đã bắt dẫn từ câu chuyện tặng quà, đúng không ạ, của các nền văn hóa khác nhau. Đó. Rồi sau đó từ câu chuyện tặng quà đó thì linh đến tác phẩm mà tác giả sẽ phân tích, đó chính là Quà Giáng Sinh, đúng không? Và Quà Giáng Sinh này là của Henry. Và Quà Giáng Sinh thì được xuất bản năm bao nhiêu, rồi hoàn cảnh sáng tác như thế nào, thì cái phần này các bạn giới thiệu tác phẩm đặc biệt chú ý của chị về hoàn cảnh sáng tác, được chưa ạ? Thì đấy chính là phần mở bài mà tác giả đã triển khai ở trong bài viết của mình. Từ một phần mở bài mẫu thì các bạn có thể thấy cách viết của tác giả. Trước tiên là họ dẫn, đúng không ạ? Họ có một dẫn từ một cái câu chuyện tặng quà của các nền văn hóa khác nhau. Và chúng ta thử đặt ra câu hỏi xem, ở mỗi một nền văn hóa thì việc tặng quà cái quan trọng nhất nằm ở đâu? Nằm ở giá trị quà tặng, hay nằm ở cách thức tặng quà, hay nằm ở thời điểm tặng quà, vân vân. Đấy là những câu hỏi mà các bạn đặt ra để dẫn dắt cho chúng mình. Sau đó thì Linh và Liên ngay cho chị đến với tác phẩm chúng ta cần phải phân tích ở đây. Đó chính là Quà Giáng Sinh của Henry. Và khi chúng ta nhắc đến tên tác phẩm rồi thì chúng ta giới thiệu của tác phẩm này, đặc biệt chú ý chị về hoàn cảnh sáng tác, được chưa ạ? Chú ý chị là như vậy nhé. Sau đó thì chúng ta thấy tác giả đã làm một cái nhiệm vụ vô cùng quan trọng trong phần mở bài, đó chính là nêu ra vấn đề nghị luận, hay nói cách khác là định hướng bài viết, nhớ nhá. Thì đấy là những cái phần mà chúng ta có thể chỉ ra được từ từ cái bài văn tham khảo, từ cái phần mở bài, được chưa ạ? Thì các bạn lưu ý chị là như vậy. Thì đấy là cái cách viết của tác giả.
các bạn đối chiếu nhé. Đó, tiếp tục đến với phần thân đoạn. Trong phần thân đoạn thì chúng ta có thể đếm được là tác giả sẽ triển khai thành bốn đoạn văn, đúng không ạ? Và các bạn có thể triển khai về mặt hình thức là bốn đoạn, có thể 5 đoạn, 6 đoạn tùy thuộc các em. Nhưng đối với tác giả trong bài viết của chúng ta đây là bốn đoạn. Và đối với phần thân bài này thì các bạn không có bị giới hạn về mặt dung lượng đâu. Các bạn có thể viết dài hơn cũng không sao cả. Tức là các bạn có thể viết nhiều hơn bốn đoạn. Các bạn có thể viết nhiều hơn 70 dòng, không sao nhé. Thì ở đây chị chỉ dựa trên cái bài viết mẫu để chị xác định ở đây thôi, và nó không phải là cái con số chuẩn mà các bạn bắt buộc phải phải nghe theo hoặc bắt buộc phải làm theo, mà đó chỉ là một con số tương đối để các bạn có thể xem trong bài viết của mình có đạt được cái ngưỡng như thế này hay không. Các bạn có thể viết nhiều hơn hoặc ít hơn, bởi vì đã là nghị luận văn học ở dạng bài văn thì các bạn không bị giới hạn về mặt dung lượng. Các bạn có thể viết dài, có thể viết ngắn, nhưng chắc chắn phải đảm bảo cấu trúc ba phần là mở bài, thân bài và kết bài. Thì đấy là cái lưu ý mà chị nhắc nhở các bạn nhé. Tiếp theo đến với cái phần thân đoạn thì trước tiên chúng ta thấy cái đoạn tiếp theo mà tác giả triển khai trong phần thân đoạn thì tác giả đã làm cái gì đấy ạ? Tóm tắt lại chuyện, đúng không ạ? Tóm tắt chuyện. Đó, tóm tắt chuyện. Đây là cái đoạn thứ hai trong bài đúng không? Đoạn hai này. Đoạn 1 là tác giả viết phần mở bài rồi, đoạn 2 tác giả tóm tắt chuyện. Vậy thì câu chuyện kể về một cặp vợ chồng trẻ sống ở New York là Jim và Della. Hai vợ chồng sống trong một căn phòng nhỏ tồi tàn. Jim có việc làm nhưng tiền thù lao rất thấp, còn Della vẫn chưa may mắn kiếm được việc làm. Vào ngày trước Giáng sinh, chỉ có trong tay một đồng 87 xu tiết kiệm, nhưng lại muốn tìm cho chồng một món quà ý nghĩa, một thứ biểu hiện cho tất cả tình yêu mà cô dành cho anh. Della đã quyết định bán đi sợi tóc nâu dài tuyệt đẹp của mình để mua sợi dây đeo bằng vàng cho chiếc đồng hồ quả quýt gia truyền của Jim. Tuy nhiên, khi vui sướng trao tặng cho anh món quà đó, cô mới biết rằng Jim của cô mang chiếc đồng hồ quý giá để lấy tiền mua cho cô một chiếc kẹp tóc tuyệt đẹp mà anh biết rằng cô rất thích. Rốt cuộc, Jim không còn chiếc đồng hồ để mà dùng sợi dây đeo, và Della không còn mái tóc dài để tô điểm bởi những chiếc kẹp tóc. Câu chuyện kết thúc bằng chi tiết hai vợ chồng nhất trí cất món quà đáng yêu đi và cùng ngồi xuống ăn tối. Vậy thì trong phần tóm tắt chuyện này thì tác giả đã cho chúng ta thấy trước tiên đó chính là câu chuyện kể về nhân vật. Nhân vật có tên là gì? Có tên là Della và Jim, đúng không? À, cho chúng ta biết câu chuyện này liên quan đến nhân vật nào. Đó là nhân vật Della và Jim. Đây chính là đôi vợ chồng trẻ sống một cuộc sống theo như phần tóm tắt thì chúng ta thấy khá là vất vả. Bởi vì vốn dĩ Jim chồng thì kiếm được việc nhưng mà thù lao rất là thấp. Còn vợ là Della thì chưa may mắn kiếm được việc. Chính vì vậy họ sống trong một khoảng không gian như thế nào? Trong một căn nhà nhỏ tồi tàn ở ở New York, đúng không? Các bạn chú ý chuyện như vậy. Rồi tiếp tục chúng ta thấy thời gian diễn ra câu chuyện đó chính là trước ngày Giáng sinh. Và điều gì đã xảy ra? Câu chuyện đấy đã diễn ra như thế nào? À, câu chuyện diễn ra đó chính là họ đã bán đi thứ quý giá nhất mà mình có để mua quà cho đối phương, đúng không ạ? Jim thì bán đi chiếc đồng hồ gia truyền yêu quý của mình là thứ quý giá nhất mà anh có tại thời điểm này để mua một chiếc kẹp tóc cho vợ của mình, bởi vì Jim biết Della rất là thích và cô có một mái tóc rất là dài và đẹp, giống như trong trong phần tóm tắt thì nó là một suối tóc nâu đó, thì các bạn có thể thấy là như vậy. Còn ngược trở lại, Della thì sao? Người vợ là cũng quyết định bán đi mái tóc yêu quý của mình để mua cho Jim một chiếc dây để treo cái đồng hồ đó. Mỗi một người đều bán đi một phần quý giá mà bản thân mình có để mua một món quà Giáng sinh cho đối phương. Thì đấy chính là câu chuyện, và các bạn có thể thấy ngay các từ khóa mà chị đã liệt kê ra cho các bạn ở đây thông qua cái đoạn văn mà tác giả đã tóm tắt chuyện. Thì các bạn có thể thấy rằng khi mà các bạn muốn tóm tắt chuyện nhé, các bạn cũng sẽ chỉ ra chị câu chuyện đó liên quan đến nhân vật nào.
nhân vật đó được nảy sinh trong khoảng không gian nào, rồi câu chuyện đó, nhân vật đó được nảy sinh trong thời gian như thế nào, rồi câu chuyện đó diễn ra như thế nào, có gì đặc biệt hay không. Các bạn nhớ chị cái từ quả nhân vật, không gian, thời gian, sự kiện của câu chuyện để chúng mình có thể tóm tắt lại nhé. Để tóm tắt được chuyện, các bạn nhớ chị cái từ khóa như vậy. À, chú ý chị như vậy, nhân vật, không gian, thời gian, sự kiện. Tức là chúng ta sẽ cần phải trả lời cho câu hỏi là câu chuyện trên nói về nhân vật, nhưng vì nhân vật gì, nói về nhân vật nào nhá, nói về nhân vật nào, rồi câu chuyện trên đã xảy ra như thế nào, câu chuyện đó đã nảy sinh trong bối cảnh ra làm sao, không gian như thế nào, thời gian như thế nào. Đến những từ khóa và những câu hỏi chị đặt ra cho các bạn để các bạn có thể tóm tắt lại được nội dung chính của câu chuyện. Để chạy tóm tắt lại nội dung chính của câu chuyện, hay nói khác là tóm tắt chuyện á, thì các bạn lưu ý chị nhé. Tiếp tục chúng ta cùng đến với đoạn tiếp theo, đoạn số 3. Ở đoạn 3 thì các bạn sẽ thấy tác giả làm cái gì đây? Ô Henry xây dựng một cốt truyện đơn giản, nhân vật truyện chỉ có 3 người, và ở đây chúng ta có thể biết ngay đó là tác giả đã phân tích cũng như là đánh giá đặc sắc hình thức nghệ thuật. Đúng không ạ? Và các yếu tố mà tác giả đã phân tích và đánh giá ở trong đoạn số 3 này, trước tiên các bạn có thể kể đến đó chính là cốt truyện, đúng không ạ? Cốt truyện thì sao ạ? Đơn giản đó, xoay quanh chuyện tặng quà giữa Jim và Della, đúng không? Rồi tiếp tục phân tích đến nhân vật. Khái quát trong chuyện chỉ có ba người, Jim, Della và một người phụ nữ ngô tóc của Della, chủ cửa hiệu Marang Eloy, đúng chưa ạ? Về nhân vật thì khái quát liệt kê chúng ta câu chuyện đó bao gồm ba nhân vật, nhưng tác giả sẽ trọng tâm phân tích vào hai nhân vật chính, đó là Jim và Della. Trong đó hai vợ chồng Della và Jim là hai nhân vật chính. Della là nhân vật được miêu tả kỹ lưỡng nhất toàn bộ quá trình từ lúc cô mong muốn được tặng chồng một món quà mà anh yêu thích vào dịp Giáng sinh, cho đến khi cô có ý định hy sinh mái tóc để mua món quà đó và biến ý định thành hiện thực. Jim chỉ xuất hiện vào đoạn sau của câu chuyện, nhưng độc giả có thể hình dung anh đã trải qua một quá trình tương tự như Della. Toàn bộ thời gian diễn ra câu chuyện được gói gọn trong một buổi tối trước ngày Giáng sinh. Sau khi phân tích nhân vật Jim và Della thì chúng ta thấy tác giả còn còn nhắc đến thời gian diễn ra câu chuyện, đúng không ạ? Đó chính là trước ngày Giáng sinh, buổi tối trước ngày Giáng sinh, đúng không ạ? Và không gian hầu như chỉ bó hẹp trong căn phòng nhỏ nghèo nàn của hai vợ chồng. À, phân tích không gian và thời gian đấy ạ. Đó chưa? Đó là những cái yếu tố về mặt hình thức đấy. Rồi tiếp tục chúng ta thấy có cái gì được phân tích ở đây nữa ạ? Những lời thoại trong truyện cũng đi theo xu hướng ngắn gọn, giản đơn, dường như tác giả muốn tập trung mọi sự chú ý vào tình huống chuyện trớ trêu với những bước ngoặt bất ngờ. À, chúng ta thấy có sự xuất hiện của lời thoại. Nhưng lời thoại cũng chỉ như là phần dẫn để tác giả tập trung phân tích tình huống chuyện, một tình hình chuyện vô cùng độc đáo, và nó sẽ đẩy nhân vật của chúng ta vào một cái sự kiện, vào một cái sự kiện đặc biệt để cho nhân vật có thể bày tỏ được toàn bộ những gì sâu thẳm nhất bên trong của mình. Các bạn cùng với chị đọc tiếp nhé. Dường như tác giả muốn độc giả tập trung sự chú ý vào tình huống chuyện trớ trêu với những bước ngoặt bất ngờ. Tính chất bất ngờ được duy trì liên tục qua hàng loạt chi tiết, bắt đầu từ khi Della quyết định bán đi mái tóc ỏng ả của mình cho đến khi họ cùng cất món quà đi và ngồi xuống ăn tối. Sự trớ trêu của tình huống nằm ở chỗ bắt đầu phân tích sự trớ trêu của tình huống chuyện này. Cả hai đã bán đi thứ quý giá nhất của cá nhân mình để có thể tặng cho người kia một món quà hết sức giá trị. Cả về độ đắt tiền, về tính thiết thực cũng như cả niềm vui tinh thần. Nhưng cuối cùng, hai món quà giá trị đó lại trở thành vô giá trị. Và chính thời điểm họ trao tặng cho nhau những chiếc kẹp tóc mà Jim mua cho vợ là vô dụng, vì vợ anh đã bị cắt cụt, vì tóc vợ anh đã bị cắt cụt, còn sợi dây đeo đồng hồ không biết dùng để làm gì khi Jim không còn trong tay chiếc đồng hồ. Tình huống trớ trêu đã được tháo gỡ bởi hành động họ cùng thống nhất cất đi cả hai món quà và cùng ngồi xuống ăn tối trong tình yêu thương. Vậy thì tình huống chuyện đã cho chúng ta thấy rằng món quà mà Jim
tặng vợ hay là đê la tặng chồng là vô giá hay vô giá? Các em, vô giá tức là như thế nào mà vô giá được đặt trong bằng thép? Vô giá trị đúng không ạ? Tức là không có giá trị bởi vì đối phương không thể sử dụng được nữa. Nhưng vô giá trị ở đây cũng có tức là không thể nào mà có thể xác định được giá trị của quả đó. Đó, rất là hay ở chỗ này này. Vô giá trị tức là như thế nào? Là không dùng được. Mà vô giá trị cũng là không thể xác định được giá trị của món quà đó. Vậy thì bây giờ chúng ta đọc tiếp để xem cuối cùng là vô giá trị hay vô giá trị. Đấy em nhá, nghe có vẻ hơi sần não một chút xíu thôi, nhưng mà các bạn đọc tiếp phần tiếp theo, các bạn sẽ thấy. Đối với phần tiếp theo thì chúng ta lại có đoạn đoạn 4 đúng không? Không biết là đoạn 4 này thì tác giả sẽ phân tích cái gì đây? Đoạn 4 thì tác giả có phân tích với chúng mình đó là người kể chuyện. Đúng không? Người kể chuyện. Và người kể chuyện ở trong quà Giáng sinh được kể chuyện ở ở ngôi thứ ba. Và tác dụng của ngôi thứ ba sẽ như thế nào? Quà Giáng sinh được kể từ lời kể chuyện ngôi thứ ba. Câu chuyện được diễn ra một cách khách quan nhất trước mắt độc giả, và người kể hầu như không đưa bất cứ một nhận xét bình luận nào trong suốt diễn biến chuyện. Câu chuyện kết thúc theo hướng mở, có thể trong tương lai như Dela nói, tóc cô sẽ dài ra mà, và biết đâu đấy Jim có thể có lại chiếc đồng hồ quý giá và hai món quà lại được sử dụng, nhưng cũng có thể chúng ta mãi mãi sẽ không được dùng đến. Tuy vậy, có thể thấy chủ đề của chuyện đã được thể hiện một cách rất rõ ràng. Giá trị thực sự của món quà nằm ở những điều tưởng chừng như vô hình và trừu tượng nhất, đó là sự trân trọng, yêu thương mà người tặng quà dành cho người nhận. Đó chính là điều làm nên sự vô giá của những món quà. Ô Henry đã chứng tỏ mình là một người kể chuyện bậc thầy trong câu chuyện này. Vậy thì ở đây chúng ta thấy vừa là nêu tác dụng của người kể chuyện, và người kể chuyện ở đây liên quan đến yếu tố về mặt đặc sắc hình thức nghệ thuật đúng không? Đặc sắc hình thức nghệ thuật. Tiếp theo, có xác định được chủ đề, và lúc này phân tích chủ đề rồi này. Không ạ, chủ đề mà tác giả đã chỉ ra ở đây đó chính là sự vô giá của món quà. Và sự món vô giá của món quà đó chính là sự yêu thương, trân trọng mà người tặng dành cho người dạy. Đó là sự vô giá. Được không ạ? Và chính nó đã là sự vô giá của món quà, chứ không phải phụ thuộc vào vật chất, mà phụ thuộc vào giá trị của món quà hay thời điểm tặng quà hay là tính thiết thực của món quà, mà sự vô giá đó được được tạo nên bởi tình yêu thương, sự trân trọng, sự quan tâm và săn sóc của đối phương dành cho nhau. Đúng chưa? Thì các bạn lưu ý chị là như vậy. Sau phần này thì ta tiếp đến với đoạn 5. Ở đoạn 5 thì tác giả có liên hệ mở rộng về mặt chủ đề. Ngoại liên hệ mở rộng về mặt chủ đề. Đó. Thì các bạn có thể triển khai phần này trong bài viết của mình nếu như các em có khả năng. Một đặc điểm khá đặc biệt trong chuyện này là đoạn kết, nơi chứa đựng lại một thông điệp về ma dai. Những người thông thái đã tặng quà cho chúa hài đồng trong máng cỏ. Nguyên văn của chuyện này là The Gift of Jumanji. Và tác giả đã kết luận rằng, tuy nhiên lời cuối cùng dành cho những người khôn ngoan ngày nay là trong những người tặng quà, hai người này là người thông thái nhất. Trong tất cả người tặng quà và nhận quà, họ là người thông thái nhất. Ở nơi đâu, họ cũng là người thông minh nhất. Họ là những người ma sai. Đó là một phương thức để O'Henry một lần nữa nhấn mạnh quan niệm của ông về giá trị của những món quà. Cách thức ông dẫn dẫn câu chuyện đến điểm kết khiến người đọc khó mà không đồng cảm và tán thành với đánh giá nói trên của người kể chuyện. Hiểu theo nghĩa rộng, chuyện ngắn này không chỉ nói về những món quà mà chủ yếu luận về cái được gọi là giá trị trong cuộc sống. Đây chính là cái phần nhấn mạnh kết hợp với mở rộng chủ đề. Và chủ đề chúng ta đã vừa xác định ở phần phía trên, đó chính là sự vô giá của món quà. Nó nằm ở tình yêu thương, sự trân trọng mà người tặng dành cho người nhận. Và mở rộng ra thì đó cũng chính là giá trị trong cuộc sống. Giá trị trong cuộc sống của chúng ta, các bạn khi đọc ở đây thì các bạn sẽ thấy khá là mở này. Giá trị trong cuộc sống nằm ở đâu? Giá trị cốt lõi nằm ở tình yêu thương, sự trân trọng, đó là cách mà con người ứng xử với nhau trong cuộc sống, chứ không phải là ở ở vật chất, ở giá trị của tiền. Các bạn lưu ý chị như vậy, cái phần này chị thấy khá là hay và hấp dẫn đấy.
các bạn có thể lưu ý nhé. Tôi tiếp tục đến với phần kết bài. Thì các bạn có thể nhìn về mặt hình thức này, các em cũng có thể thấy tương tự đối với phần mở bài thôi, chúng ta cũng sẽ triển khai một đoạn. Và về mặt hình thức các bạn có thể triển khai chị từ 5 cho đến 7 dòng hoặc là từ 3 cho đến 5 câu nhé. Các bạn có thể triển khai về mặt hình thức là như vậy. Còn đối với mặt nội dung cũng như nhiệm vụ của phần kết bài thì trước tiên các bạn sẽ khẳng định giúp cho chị về vấn đề nghị luận hay đặt khác và ta chốt lại, ta khái quát lại những cái vấn đề mà ta vừa mới viết ở phía trên đúng không ạ? Đó là chủ đề, đó là đặc sắc hình thức nghệ thuật, và sau đó thì các bạn sẽ khẳng định giá trị của chuyện. Như là độ phổ biến, sức sống lâu bền và khả năng tái sinh, các bạn đọc nhé. Ra đời cách đây đã hơn 100 năm, nhưng Quả Giáng Sinh vẫn là một trong những truyện ngắn về Giáng Sinh được yêu thích nhất và cũng là một trong những truyện ngắn được độc giả biết đến nhiều nhất của O'Henry. Truyện ngắn này đã được tái sinh nhiều lần dưới các hình thức nghệ thuật khác nhau như kịch nghệ, điện ảnh và xuất hiện nhiều ở trường học được kể đi kể lại dưới các hình thức khác nhau trên các phương tiện truyền thông. Ngắn gọn, xúc tích nhưng không kém phần bất ngờ, đơn giản mà gợi nhiều liên tưởng. Tác phẩm này là một truyện ngắn mời gọi những cách đọc khác nhau trong những thời điểm khác nhau của cuộc đời. Thì các bạn có thể chú ý chị là như vậy nhé. Vậy là chúng ta đã cùng với chị đọc xong phần bài viết tham khảo, đồng thời chỉ ra cách viết của tác giả trong từng phần. Được không ạ? Thì các bạn đã cùng với chị chỉ ra rồi. Vậy thì bây giờ các bạn quan sát tiếp với chị trong sách giáo khoa. Trong sách giáo khoa chúng mình có 3 câu hỏi. Các bạn cần phải xử lý một vấn đề chính được bàn luận là gì? Hai, bài nghị luận trên giúp người đọc hiểu biết gì về truyện ngắn Quà Giáng Sinh? Ba, tác giả đã triển khai các luận điểm theo trình tự như thế nào? Thì bây giờ các bạn sẽ cùng với chị trả lời 3 câu hỏi trên nhé. Trước tiên, câu hỏi số 1, vấn đề được bàn luận, được không ạ? Vấn đề chính được bàn luận ở trong bài đó chính là vấn đề gì ạ? Thưa các bạn đã cùng với chị đọc rồi thì các bạn có thể xác định giúp cho chị cái vấn đề chính mà tác giả bàn luận ở trong bài viết không ạ? Rất là đơn giản, các bạn có thể chỉ ra ngay cho chị, đó chính là tác giả đã phân tích chuyện Quà Giáng Sinh, đúng không ạ? Phân tích chuyện Quà Giáng Sinh của cô Henry để làm gì? Để làm sáng tỏ quan niệm giá trị hay sự thực sự vô giá của quà tặng. Đó. Giá trị quà tặng nằm ở đâu? Rồi sự vô giá của quà tặng thì sẽ được tạo nên bởi những yếu tố như thế nào? Và chúng ta đã được làm sáng tỏ thông qua bài viết, đúng không ạ? Chúng ta có tổng cộng là 6 đoạn với 3 phần mở thân và kết, thì các bạn đã làm sáng tỏ được vấn đề giá trị hay sự vô giá của quà tặng. Thế thì quà tặng quan trọng nhất nằm ở đâu? Nằm ở cái tình yêu thương, sự trân trọng mà người tặng dành cho người nhận, đó chính là giá trị của một món quà, và giá trị đó thì chúng ta không thể xác định được, thế nên đó chính là sự vô giá của món quà. Còn giá trị của quà tặng thì các bạn có thể thấy giá trị thiết thực này, rồi cũng như là giá trị ở mặt vật chất này, thế nên là các bạn có thể chú ý chị là như vậy nhé, được chưa ạ? Và đồng thời thông qua đó thì tác giả cũng muốn gửi gắm đến với chúng ta đó là giá trị thực sự trong cuộc đời này là gì? Được chưa ạ? Thì các bạn lưu ý chị là như vậy. Rồi, chúng ta có câu hỏi số 2. Ở câu hỏi số 2 thì các bạn cần trả lời giúp cho chị, đó chính là bài nghị luận giúp người đọc có được hiểu biết gì về chuyện ngắn của O'Henry. Tức là thông qua bài phân tích đó thì các bạn hiểu gì về chuyện ngắn Quà Giáng Sinh? Hiểu gì về chuyện ngắn Quà Giáng Sinh của O'Henry? Bạn hiểu như thế nào? Các bạn hiểu như thế nào thì các bạn cùng với chị tư duy nhé. Thế thì thông qua cả quá trình mà chị em chúng ta đã đọc bài viết mẫu với nhau đấy, các bạn có thể thấy rằng trước tiên chúng ta có thể thấy câu chuyện Quà Giáng Sinh đã được diễn ra như thế nào. Chúng ta biết được sự kiện của câu chuyện, đúng không ạ? À, kể với nhân vật nào. Đó. Rồi chúng ta có thể thấy là trong Quà Giáng Sinh có những yếu tố nào về mặt hình thức là đặc sắc, ví dụ như cốt truyện, ví dụ như nhân vật, ví dụ như tình huống truyện. Và thực sự với chị thì chị rất là ấn tượng với tình huống truyện trong Quà Giáng Sinh đấy chạ. Thế là các bạn có thể lưu ý chị là như vậy đó. Thì đấy là những cái hiểu biết của chúng ta sau khi chúng ta đọc xong cái bài viết tham khảo phía trên, phải không ạ? Mà phần 3 các bạn sẽ cùng với chị trả lời cho câu hỏi đó là trình tự mà tác giả triển khai các luận điểm ở trong bài.
trình tự triển khai các luận điểm ở trong bài thì các bạn đặc biệt chú ý chị vào phần thân bài để xem tác giả đã triển khai những luận điểm như thế nào nhé. Trước tiên ở đoạn số 2 được không ạ, thì ta thấy tác giả đã tóm tắt lại lại nội dung chính của câu chuyện đó, của câu chuyện đó, hay nói khác là tóm tắt chuyện. Được chưa, em chú ý chị nhé, câu chuyện thì sẽ là CH, còn chuyện ngắn thì sẽ là TR. Các bạn lưu ý chị chỗ này nhé, tránh cái nhầm lẫn. Sau đó thì chúng ta sẽ thấy tác giả đi phân tích, các bạn phân tích gì, những đặc sắc hình thức nghệ thuật, được không ạ? Phân tích đặc sắc hình thức nghệ thuật bao gồm, thứ nhất cốt truyện chúng mình vừa mới chỉ ra đúng không, vừa lại viết mẫu phía trên, sau đấy đến nhân vật, sau đấy đến bối cảnh nảy sinh nhân vật này, thì đó chính là không gian và thời gian nghệ thuật đấy ạ. Không thời gian bạn, không gian là trong một ngôi nhà nhỏ tồi tàn của hai vợ chồng, rồi thời gian là kể trước đêm giáng sinh đúng không, thì các bạn lưu ý chị là như vậy. Rồi đặc biệt là chúng ta thấy tác giả có nói về tình huống chuyện đúng không, đó các bạn lưu ý chị là như vậy. Tiếp theo tác giả sẽ đến với đoạn thứ hai, thứ ba, thứ tư, à, thứ mưu đoạn thứ tư thì tác giả sẽ phân tích cái gì ạ, phân tích chủ đề tác phẩm đó. Rồi đoạn thứ năm thì tác giả phân tích cái gì ạ, cũng vẫn là chủ đề nhưng đó là sự mở rộng và liên hệ, gọi là chủ đề đó. Các bạn đã có thể nắm được cái tiến trình mà tác giả triển khai các luận điểm đúng không, luận điểm một tương ứng với đoạn số 2 trong phần thân bài tóm tắt chuyện, luận điểm số 2 tương với đoạn 3 tác giả phân tích những đặc sắc hình thức nghệ thuật bao gồm cốt truyện, nhân vật, không gian, thời gian, tình huống chuyện. Rồi đoạn thứ tư thì chúng ta thấy tác giả đã phân tích được chủ đề của tác phẩm, chủ đề của chuyện đúng không ạ. Rồi tiếp theo chúng ta thấy tác giả đã mở rộng và liên hệ, cái luận điểm này thì nói chung có cũng được không có cũng không sao cả, bởi vì vốn dĩ chúng ta cần phải làm rõ hai cái này này. Đó, hai cái này là hai cái vô cùng quan trọng, các bạn cần phải lưu ý chị nhé, là hai cái vấn đề các bạn cần phải làm sáng rõ trong phần thân bài đấy. Tuy nhiên là tác giả đã triển khai thành bốn luận điểm đấy, thì các bạn có thể cùng với chị vừa chỉ ra rồi đúng không ạ. Đó, thế nên là các bạn đã cùng với chị chỉ ra toàn bộ hệ thống luận điểm mà tác giả đã triển khai trong bài viết mẫu trong phần thân bài, và các bạn đã nắm bắt được tinh thần của bài viết mẫu chưa nào. Nếu như nắm bắt được tinh thần của bài viết mẫu rồi thì bây giờ các bạn sẽ cùng với chị đến với phần ba la mã thực hành viết, được chưa ạ? Đối với phần thực hành viết này thì đối với bất cứ một bài viết nào thì các bạn cũng cần phải triển khai giúp cho chị bao gồm tổng cộng là 4 bước. Bạn sẽ nhớ chị nhé, khi các bạn thực chiến, các bạn viết thì các bạn cần phải chú ý chị, mình cần phải triển khai theo các bước sau. Các bạn có 4 bước để chúng mình viết. Bước số 1 là bước chuẩn bị, bước số 2 tìm ý lập dàn ý, bước số 3 viết bài, bước số 4 là chúng ta chỉnh sửa và hoàn thiện bài viết để rút kinh nghiệm. Thì ở đây các bạn có thể lưu ý chị bốn cái bước này. Tại sao phải lưu ý bốn bước, là bởi vì trong quá trình viết văn thì các bạn thường bỏ đi nhiều bước mà các bạn chỉ viết mỗi cái bước đó là bước viết bài thôi, các bạn không có bất cứ một cái bước nào trước đó cả. Thế thành ra là các em sẽ bị lúng túng trong quá trình viết, bởi vì khi các bạn đặt bút các bạn viết, các bạn không có sự chuẩn bị trước, các bạn không có lập dàn bài trước thì làm sao các bạn viết được đúng không ạ. Rồi viết xong rồi thì cũng được luôn cho cô, cũng chẳng chỉnh sửa lại xem là bài viết của mình có sai lỗi chính tả nào không, rồi cách diễn đạt của mình có gặp vấn đề ở phần nào đó hay không. Thì chị thấy đa phần các bạn không có làm cái phần này mà bỏ qua hết, chỉ làm mỗi cái bước viết bài thôi. Thế nên trong quá trình mà các bạn viết bài, các bạn nhớ chúng mình cần phải triển khai đủ chị 4 bước, được chưa ạ? Tức là bước 1 các em cần phải có sự chuẩn bị. Các bạn cần phải có sự chuẩn bị, và để chuẩn bị cho cái bài viết phân tích đánh giá về chủ đề và đặc sắc hình thức nghệ thuật của một truyện kể, các bạn cần phải chuẩn bị những gì? Trước tiên chúng mình cần phải lựa ra cho chị với câu chuyện mà các bạn yêu thích, được chưa? Đó, sau khi mà các bạn đã lựa ra được cái câu chuyện mà bạn thân yêu thích rồi thì chắc chắn các bạn cần phải đọc cho chị câu chuyện đó, bởi vì muốn phân tích được thì phải đọc. Nếu như các bạn không đọc thì làm sao mà phân tích được đúng không ạ? Sau khi mà các bạn đọc
câu chuyện đó rồi, thì trong quá trình các bạn đọc thì các bạn sẽ bắt đầu ngầm hiểu anh chị rằng trong câu chuyện này với những yếu tố về mặt đặc sắc nghệ thuật thì có gì đặc biệt nổi bật không, rồi chủ đề thì tác giả muốn viết để làm gì. Tức là chúng ta có cái sự chuẩn bị trước như vậy để chúng ta định hình được bài viết. Sau khi các bạn đã có một cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng như thế rồi thì các bạn sẽ đến với bước số 2, chúng mình sẽ tìm ý và lập dàn ý. Bước này khá là quan trọng, thế nên chị sẽ cùng với các bạn nói rõ bước số 2 ở đây nhé. Bước 2, chúng mình tìm ý và lập dàn ý, đúng không? Tìm ý và lập dàn ý. Đối với bước số 2 này thì các bạn cần phải chú ý chị cấu trúc của một bài văn nghị luận bao gồm 3 phần. Mở bài, đúng không ạ? Phần thứ hai, thân bài. Phần thứ ba là phần kết bài. Ở trong phần này thì các bạn chú ý cho chị như sau. Đối với nhiệm vụ của phần mở bài, các bạn cần phải thực hiện các bước như thế nào? Như thế nào ạ? Trước tiên, các bạn giới thiệu về tác giả tác phẩm giúp chị. Giới thiệu về tác giả cũng như tác phẩm nhá. Đó. Chưa cần biết là các bạn dẫn như thế nào, nhưng các bạn phải giới thiệu được tác giả tác phẩm giúp chị. Sau đó chúng mình nêu ra định hướng của bài viết, hay nói cách khác là vấn đề nghị luận đấy ạ. Đây chính là hai nhiệm vụ vô cùng quan trọng mà các bạn cần phải triển khai trong phần bài. Đúng đó. Còn làm thế nào đó thì các bạn có thể dẫn dắt được vào hai cái nhiệm vụ này thì chúng ta có rất là nhiều cách dẫn khác nhau. Các bạn đã được học rồi. Ví dụ như các bạn dẫn từ đề tài, các bạn dẫn từ nhận định văn học, đi từ lý luận văn học, các bạn đi từ trải nghiệm của cá nhân, rồi các bạn có thể đi từ những cái câu hỏi tương tự, có rất là nhiều cách khác nhau. Các bạn có thể chú ý chị để trong quá trình mình viết mình sẽ làm sao đó cho thật là mềm mại, thật là mượt mà để có thể nêu tên được tác giả tác phẩm đó ra. Và nhớ chị là mình cần phải đưa vào trong bài viết của mình cái định hướng, đó là anh muốn phân tích cái điều gì, phân tích về đặc sắc, phân tích nghệ thuật, hay là phân tích về chủ đề, hay phân tích về nhân vật, hay phân tích bất cứ cái gì thì các bạn cũng cần phải đưa vào. Và nhớ định hướng bài viết trong cái bài số 1 mà các bạn học, nhớ chị từ khóa đặc sắc nghệ thuật, nhớ nhá, kết hợp với chủ đề của chuyện. Số này đây là từ khóa các bạn cần phải nêu bật giúp các chị trong quá trình các bạn viết. Được chưa? Tiếp theo đến với phần thân bài. Trong phần thân bài này thì các bạn sẽ cần phải triển khai các luận điểm như sau. Luận điểm 1, các bạn tóm tắt lại chuyện giúp chị. Và để tóm tắt lại chuyện, các bạn nhớ chị các từ khóa. Trước tiên câu chuyện đó kể chúng ta về nhân vật nào. Rồi trong câu chuyện đó thì đã được nảy sinh trong bối cảnh ra làm sao, tức là không và thời gian. Không thời gian, được chưa? Tức là chúng ta tóm tắt lại. Rồi câu chuyện đó đã được diễn ra như thế nào, tức là cái sự kiện đó. Các bạn tóm tắt lại câu chuyện dựa trên hệ thống từ khóa mà chị đã chỉ ra cho các em, được chưa? Sau đó các bạn đến với luận điểm số 2. Luận điểm số 2 các bạn sẽ phân tích rồi đánh giá về đặc sắc hình thức hiện. Các em ơi, đối với cái luận điểm số 2 này thì các bạn cần có sự lựa chọn linh hoạt nhé. Tức là các em không cần phải phân tích hết hay là phân tích toàn bộ những yếu tố về mặt nghệ thuật đâu, mà các bạn cần phải có sự lựa chọn linh hoạt giúp cho chị. Ví dụ như trong câu chuyện mà em đọc, em thấy khá là đặc biệt về nhân vật, em phân tích nhân vật giúp cho chị. Rồi em thấy không gian thời gian có cái sự đặc biệt thì em cũng phân tích không gian thời gian giúp chị đó. Rồi chắc nữa là em có thấy tình huống chuyện đặc biệt không, em phân tích tình huống chuyện em chỉ ra được không ạ, tình huống chuyện đó éo lên không, trắc trở không, và thông qua đó thì thể hiện điều gì, đúng không ạ? Rồi các bạn chú ý tiếp cho chị là người kể chuyện này, người chuyện ngôi thứ nhất hay người kể chuyện ở ngôi thứ ba, được chưa ạ, vân vân. Rồi các bạn có thể cho chị biết được cái sự kiện đã xảy ra trong câu chuyện đó, hay nói cách khác là các bạn phân tích cốt truyện, cốt truyện đơn giản hay cốt truyện phức tạp, có những sự kiện đã gì đã xảy ra, các bạn phân tích giúp chị. Và đối với phần này thì các bạn cần có sự lựa chọn linh hoạt, nhưng lưu ý trong quá trình mà em phân tích thì tối thiểu cần phải phân tích được cho chị 3 yếu tố. Tức là chị không yêu cầu các bạn phân tích toàn bộ, không yêu cầu các bạn phân tích tất cả,
tất cả các yếu tố là hình thức nghệ thuật. Tuy nhiên tối thiểu của chị là có 3, cố gắng tìm ra 3 yếu tố đặc biệt nổi bật quan trọng trong một phần ngữ liệu đó để chúng mình phân tích nhá. Sau khi các bạn đã triển khai xong cái phần này rồi thì các bạn chuyển đến cho chị, đó chính là luận điểm 3. Luận điểm 3 thì các bạn phân tích chủ đề giúp cho chị. Chủ đề sẽ trả lời cho câu hỏi viết để làm gì, đúng không? Viết để giải thích về các hiện tượng tự nhiên, viết để thể hiện niềm mong ước khát khao của nhân dân cổ xưa, hay là viết để tố cáo hiện thực xã hội, hay viết để thoát ly, để quên lãng. Nói chung cái điều này còn phụ vào cái quá trình mà các bạn bằng cái văn bản đó nữa. Thì các bạn lưu ý chị là như vậy nhé. Và trong quá trình các bạn phân tích xong chủ đề thì các bạn cũng có thể liên hệ mở rộng. Và cái phần liên hệ mở rộng này thì rất là linh hoạt. Các bạn có thể liên hệ mở rộng trong phần chủ đề. Ví dụ như là các bạn đã đọc được câu chuyện nào viết về cùng chủ đề này hay không? Được không ạ? Rồi, đối với phần đặc sắc hình thức nghệ thuật thì khi phân tích nhân vật không gian thời gian thì các bạn cũng đã đọc được câu chuyện nào với những cái yếu tố mà các bạn cảm thấy quen thuộc và các bạn có thể liên hệ. Thực sự là đối với phần liên hệ mở rộng thì các bạn có thể đưa vào linh hoạt trong bài viết của mình. Được chẳng thì em hiểu như chị là như vậy. Thì đó là toàn bộ những cái luận điểm mà các bạn cần phải triển khai được trong phần thân bài. Và sau đó đối với phần kết bài thì các bạn sẽ khẳng định lại vấn đề nghị luận. Sau khi em khẳng định lại được vấn đề nghị luận thì em có thể đưa ra cho chị, em có thể đưa ra những cái ấn tượng của bản thân mình đối với tác phẩm đó, hoặc là gì ạ, em có thể đưa cho chị những cảm xúc, cái tình cảm mà em dành cho cái tác phẩm này và tác giả đó, hay cũng có thể là khẳng định giá trị. Không ạ, phần này chúng ta đưa thêm vào để chúng ta gợi mở cho chính cái bài viết của chúng ta, để bài viết của chúng ta nó có chiều sâu hơn đó. Đồng hành cùng học văn chị Hiên để chinh phục 8 cộng trong mọi kỳ thi các em nhé.